Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 20 tháng 10 năm 2022, kênh cập nhật tình hình Mít Thái để bà con tham khảo nha. Thì thưa bà con, sau khi vườn ngập nước thì phải chủ động phòng bệnh mít xì mủ. Nhiều hộ dân trồng mít ở Hậu Giang, Tiền Giang cho hay, tình trạng mít Thái xì mủ hiện nay xuất hiện rất nhiều, gây nhiều thiệt hại cho người dân, đặc biệt là các vườn mít bị ngập nặng trong thời gian gần đây. Nếu nặng thì phải đốn bỏ cái cây đó để trồng cây khác, còn nếu phát hiện sớm thì còn có thể can thiệp nha bà con. Hiện nay mưa nhiều, độ ẩm trong đất tăng cao, vi khuẩn theo rễ cây lên thân gây xì mủ. Nếu vườn bị ngập nước, rễ cây mít bị tổn thương thì vi khuẩn tấn công gây bệnh càng nhanh. Và để hạn chế tình trạng mít xì mủ nói trên thì trước tiên phải ưu tiên giữ vườn không bị ngập nước. Nếu vườn đã bị ngập thì phải nhanh chóng bơm nước ra ngoài, xử lý vôi và tưới thuốc trị vi khuẩn vào quanh gốc thân, gốc và thân cây mít. Đó, phải bảo vệ bộ rễ càng tốt thì sẽ càng hạn chế được tình trạng mít bị xì mủ. Và hiện tại thì khi mà những cái cây mít Thái mà bị ngập nước, bộ rễ sẽ bị suy yếu này, dẫn đến cây mít cũng yếu theo. Lúc này sẽ là điều kiện thuận lợi để nấm khuẩn tấn công. Do đó, để cây có sức khỏe thì nên bỏ trái ở trên cây, đặc biệt là không bón phân hóa học vào thời điểm này. Bởi vậy, làm như vậy thì sẽ hư cái bộ rễ nha bà con. Chỉ khi nào bộ rễ đã được phục hồi ra rễ non thì mới tính đến phương pháp bón phân hóa học theo liều lượng thật là ít. Thì đây là những cái kinh nghiệm của những người trồng mít lâu năm chia sẻ, thì kênh cũng gửi đến bà con để bà con xem là có thể áp dụng được cho vườn mít của mình hay là không. Quay trở lại tình hình giá mít ngày hôm nay thì thưa bà con, giá sáng ngày hôm nay ổn định so với chiều ngày hôm qua nhé. Và giá kênh cập nhật vào lúc 8 giờ sáng nha bà con. Nếu có biến động gì thì kênh sẽ tiếp tục cập nhật cho bà con. Tại khu vực Tiền Giang, kem lớn 22, kem nhỏ 17, kem 3 là 12. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, kem lớn 21, kem nhỏ 16, kem 3 là 11. Tại khu vực miền Đông, kem lớn 18, kem nhỏ 13, kem 3 là 8. Bà con lưu ý giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên, đối với những anh em thương lái đi mua xa cũng như là bán qua vựa trung gian, vựa nhỏ thì có thể mua thấp, chênh lệch từ 1 đến 2.000 đồng. Xin kính chào quý bà con hãy nhớ nhấn nút theo dõi kênh để có thể cập nhật các nội dung nhanh chóng và dễ dàng nha.